Hello boys and girls, welcome back to the English lesson today. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em quay trở lại với tiết học tiếng Anh trực tuyến ngày hôm nay. Cô mời cả lớp hãy mở sách học sinh trang số 25. Chúng ta sẽ tiếp tục với lesson 3, unit 5, at the fish and chip shop. Hoạt động số 6, số 7 và số 8. Are you ready? Wait, let's prepare the necessary school things for the lesson today. Các em hãy chuẩn bị những dụng cụ học tập cần thiết cho bài học ngày hôm nay nhé. Let's go! Cô mời cả lớp hãy chú ý vào hoạt động số 6, trang số 25. What can you see? What can you see? Các em nhìn thấy gì nào? Great! I can see a boy. I can see a carton of milk. Is the boy happy? Cậu bé này nhìn có hạnh phúc không các em? Yes! He looks very excited when holding the carton of milk. Bạn trai trong bức tranh đang thể hiện sự thích thú khi cầm hộp sữa đúng không các em? Bây giờ, cô mời cả lớp chúng ta cùng lắng nghe xem khi muốn nói yêu thích một món đồ uống nào đó, các em sẽ nói như thế nào nhé? Let's listen carefully. I like milk. I like milk. Mình thích sữa. Listen and repeat. I like milk. One more times. I like milk. Các em hãy tạm dừng video và luyện tập đọc mẫu câu 3 lần thật to, rõ ràng nào. Ở hoạt động số 7, Let's talk. Cô mời cả lớp sẽ tiếp tục luyện tập mẫu câu I like. I like. Now class, listen and repeat after teacher. Cô mời các em hãy cùng nghe và nhắc lại theo cô. Picture A. Milk. I like milk. Great job. Picture B. Chips. I like chips. Well done. Picture C. Fish. I like fish. Really good. Picture D. Chicken. I like chicken. Well done. Bây giờ, cô mời các em hãy tạm dừng video và luyện tập nói trong vòng 2 phút. Let's move to activity 8. Let's sing. Ở hoạt động này, chúng mình sẽ được học một bài hát có giai điệu nhịp nhàng mà thông qua đó, các em có thể tổng kết và ghi nhớ được các từ đã học trong bài. Trước hết, cô mời cả lớp hãy lắng nghe giai điệu của bài hát. Fish and chips, fish and chips, I like fish and chips. Milk and chicken, I like milk and chicken. Bây giờ, cô mời cả lớp lắng nghe và nhắc lại theo cô. Fish and chips. Fish and chips. I like fish and chips. Milk and chicken. Milk and chicken.
I like milk and chicken. Cô mời cả lớp nghe cô dịch bài. Cá và khoai tây chiên. Cá và khoai tây chiên. Mình thích cá và khoai tây chiên. Sữa và gà. Sữa và gà. Mình thích sữa và gà. Tiếp tục, cô mời cả lớp sẽ học hát từng câu một nhé. Fish and chips. Fish and chips. I like fish and chips. Milk and chicken. Milk and chicken. I like milk and chicken. Let's listen to the whole song. Chúng ta cùng nghe cả bài hát nào. Fish and chips, fish and chips. I like fish and chips. Milk and chicken, milk and chicken. I like milk and chicken. Fish and chips, fish and chips. I like fish and chips. Milk and chicken, milk and chicken. I like milk and chicken. Các em hãy tạm dừng video, luyện tập cho đến khi tự tin hát bài hát này nhé. Các em có thể quay video ở lần luyện tập đầu và lần luyện tập sau cùng để thấy được sự tiến bộ. Và nhớ, hãy chia sẻ video này cho cô và các bạn cùng lớp. Vậy là đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau học mẫu câu thể hiện sự yêu thích với một món đồ ăn, đồ uống nào đó. I like. Và một bài hát rất thú vị đúng không nào? Kết thúc video bài học, các em hãy tiếp tục luyện tập và hoàn thành những bài tập còn lại trong sách bài tập của Unit 5, trang 16, 17, 18. Cô chúc các em có những giờ học vui vẻ và hãy luôn bảo vệ sức khỏe thật tốt trước đại dịch COVID-19 các em nhé. Goodbye! See you next time! Clap your hands! Spin around, jump up high. Okay, clap your hands. Sit down, stand up. One, two, three, four. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. Stomp your feet, shake your body, stand still. Okay. Stomp your feet, turn. See you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I have fun today.